Xin chào các anh chị các bạn, tiếp tục gặp nhau trong cái video bài học tiếp theo. Tên tôi là Phan Anh và hôm nay thì tôi sẽ trình bày với các anh chị về những công thức giúp các anh chị thành công. Có rất nhiều công thức bán hàng trên thị trường, có rất nhiều. Thì đây là một số công thức mà chúng tôi sưu tầm lại và chúng tôi trình bày trong cái CD này. Như chúng ta đã biết thì trong một cái CD lớn khoảng thường 60, hơn 60 cái video như vậy thì nó sẽ gồm các cái CD nhỏ hay còn gọi là các cái phần nhỏ khác nhau. Thì phần này chúng tôi nói về những công thức thành công mà có rất nhiều công thức mà chúng tôi đã sưu tầm được, đã học được rất hay. Thì tôi sẽ giới thiệu với các anh chị trong các cái video lẻ sau đó. Tôi sẽ xin phép trình bày với các anh chị công thức có tên là 4S và 4S là viết tắt của 4 chữ tiếng Anh, đấy là serve đúng không ạ? Rồi thì ạ, share đúng không ạ? Supply và solve vân vân. Tiếp tục đấy là công thức impact. Thì đây là một cái series mà nói về 6 cái chữ cái và mỗi một cái chữ cái này nó bao gồm rất nhiều các cái ý nghĩa khác nhau. Công thức impact. Thì công thức này là một công thức mà chúng tôi, bản thân tôi đã mua một cái khóa học về sale trên một cái trang web của nước ngoài với một cái học phí khoảng 500 đô và công ty đã chi trả tiền cho để tôi học. Và cái công thức impact này thì họ dạy cho chúng tôi, tôi thấy khá là hay. Thì tôi Việt hóa, tôi dạy lại cho các bạn, tôi nghĩ là các bạn cũng sẽ thấy rất hay thôi. Cả công thức về 3P và nó là 3 cái bước, từ P1 là tìm kiếm khách hàng, B2 là định vị bản thân và B3 là lên kế hoạch trước để chuẩn bị cho khách hàng, để chuẩn bị cho cái việc chăm sóc khách hàng đúng không ạ, và chuẩn bị cho việc bán hàng. Công thức lựa chọn sản phẩm hay còn gọi là chiến lược lựa chọn sản phẩm, thì tôi cũng sẽ giới thiệu với các anh chị một số những cái cách chúng ta sẽ lựa chọn những sản phẩm để bán. Muốn trở thành kinh nghiệm sale được hoặc là muốn khởi nghiệp được, muốn bán được nhiều hàng thì phải biết lựa chọn sản phẩm đúng không ạ. Rồi thì các cái công thức, các cái tuyệt chiêu về chương trình khuyến mại thì chúng tôi sẽ có video nói về 35 tuyệt chiêu khuyến mại để cho các bạn xem, các bạn gợi ý cho các bạn những cái điều mà các bạn làm khuyến mại cho nó hay, cho nó hấp dẫn. Bởi vì bán được hay không bán được trong lĩnh vực bán lẻ, bán buôn bây giờ thì nó phụ thuộc vào khuyến mại rất nhiều. Thế rồi thì mô hình bán hàng 5B, bê bò đấy, và bê bò, bạn bàn ban bán bạn kiểu như thế. Thì tôi cũng đã làm những cái live stream như vậy rất là thú vị. Thì tôi cũng có thể hướng dẫn thêm cho anh chị để anh chị hình dung ra. Mỗi một cái công thức này thì nó ngắn ngắn thôi, tôi có trình bày trong một cái video khoảng 5 phút, một cái công thức là đã xong rồi. Hoặc là một số công thức nó phức tạp hơn thì tôi phải trình bày nhiều để cho các anh chị hiểu. Thế rồi thì công thức dành cho các sếp đúng không ạ? Tính toán được KPI hay là các công thức về các vấn đề liên quan đến đo lường và báo cáo. Vâng, thì đấy là cái series về những công thức thành công. Và để không mất thời gian của anh chị nữa thì tôi sẽ đi ngay vào cái bài học này. Cái học đầu tiên đó là một số những công thức, một số những cái gợi ý dành cho các sếp, dành cho những người quản lý để có thể thành công hơn trong lĩnh vực sale, đúng không ạ? Thì tôi đưa ra một số các gợi ý như sau. Thứ nhất, đấy là chúng ta cần phải biết kiểm soát hệ thống. Bởi vì nhất là trong lĩnh vực bán lẻ hoặc là bán buôn, chúng ta có rất nhiều các đại lý, chúng ta có rất nhiều các cái kênh phân phối bán hàng, thì chúng ta cần phải biết kiểm soát hệ thống. Chúng ta kiểm soát bằng cách nào, đúng không ạ? Có thể bằng phần mềm, bằng đội ngũ kiểm soát riêng, bằng kế toán, bằng người kiểm soát độc lập. Đấy, rồi bằng những cái người mà chuyên đi kiểm soát các cửa hàng, kế toán thì kiểm soát kho hàng thì kiểm soát xuất hàng, đúng không ạ? Bán hàng thì kiểm soát lẫn nhau vân vân kiểu như thế. Đấy, cái khái niệm đấy chúng tôi gọi là kiểm soát hệ thống. Thì chúng tôi cũng duy trì những cái việc kiểm soát hệ thống này trong hệ thống bán lẻ của chúng tôi rất là tốt, đúng không ạ? Bởi vì trong bán lẻ nó có rất nhiều các vấn đề, ví dụ như mất hàng, thiếu hàng, nhân viên có những vấn đề lười biếng, nhân viên có những hành vi gian dối vân vân và vân vân. Rồi thì quá trình nhầm lẫn đổi trả vân vân rất phức tạp đấy. Chúng ta phải đưa ra những cái cách thức kiểm tra chéo. Rồi thì chúng ta có thể đặt camera giám sát, đặt phần mềm chấm công, rồi thì đặt các phần mềm bán hàng chúng ta quản lý rất là chi tiết để tránh cái việc mất mát, đúng không ạ? Thế rồi thì chúng ta cần phải kiểm soát quy trình, bao gồm quy trình nội bộ, đúng không ạ? Quy trình đối soát với các cái đối tác, nhất là các đối tác thương mại điện tử, rồi các cái đối tác nhập hàng ký gửi của chúng ta, rồi dòng tiền công nợ vân vân. Thì chúng ta kiểm soát quy trình, ví dụ như là các bạn có thể cử một người ra để chuyên gọi điện chăm sóc khách hàng sau bán để kiểm tra xem là nhân viên bán hàng có đúng hay không, nhân viên bán hàng có khuyến mại hay không, nhân viên bán hàng có giao hàng đúng hay không, khách hàng có hài lòng hay không. Thế rồi thì chúng ta cũng có thể cho người cử người đến các cửa hàng chúng ta bán hàng
là chúng ta mua hàng, bán hàng để kiểm soát, và mua hàng để chúng ta đánh giá cái sự trung thực và bất thình lình của nhân viên. Đấy, kiểm tra theo lịch, chúng ta có thể kiểm tra theo lịch và đưa ra các cái list gọi là to do list, đúng không ạ? To do list ở đây là cái gì? Tức là chúng ta cần phải check những cái gì chúng ta check hết ở đấy. Ví dụ như check về cửa hàng, check về đồng phục, check về nhân viên, check về sự đúng giờ, check về sự sẵn sàng của hàng hóa, vân vân. Được chưa ạ? Vâng. Chúng ta sẽ kiểm tra những cái khách hàng mua nhiều, kiểm tra chéo, kiểm tra ngẫu nhiên, kiểm tra các khách hàng VIP một cách ngẫu nhiên hoặc là xác suất, đúng không ạ? Thế. Thế rồi thì người sếp, người làm quản lý thì cần phải biết chuyện gì đang xảy ra. Ví dụ như là quảng cáo hết tiền, quảng cáo không hiệu quả, làm thế nào để kiểm soát được nhân viên nó qua mặt mình, đúng không ạ? Khách hàng đến từ đâu, bằng những nguồn nào, chi phí đơn hàng ra sao, đấy. Khách hàng có phàn nàn gì không, liệu rằng có đang có những nguy cơ khủng hoảng gì không, thì chúng ta sẽ xử lý các vấn đề ngay lập tức, đúng không ạ? Theo đúng quy trình công ty đã ban hành, hoặc là chúng ta phải linh hoạt, bởi vì bán hàng là phải linh hoạt, nhất là bán lẻ và bán buôn. Bán buôn thì nó còn dễ hơn rất nhiều, bán lẻ nó rất là linh hoạt, đúng không ạ? Và hầu hết chúng ta làm sale, tức là chúng ta đều bán lẻ. Sale bất động sản, sale du lịch, sale ô tô, sale thời trang tại các shop, siêu thị, đúng không ạ? Thì đều là sale bán lẻ hết. Chúng ta ít có sale bán buôn, đúng không ạ? Sale bán buôn là sale đại lý, sale đi các tỉnh chúng ta đánh trực tiếp, chúng ta tìm rất là phức tạp. Đó. Chúng ta sẽ đòi hỏi những cái vấn đề nó cũng khó khăn hơn. Ví dụ như phải đi công tác, ví dụ như là phải thuyết phục khách hàng, phải chiều lòng khách hàng bằng những cái nghệ thuật, mà thậm chí là phải bàn nhậu, rồi thì những cái vấn đề những cảm khác, đúng không ạ? Vâng. Thế rồi thì chúng ta cũng phải biết kiểm soát về rủi ro truyền thông. Ví dụ như khách hàng họ phàn nàn như thế thì chúng ta phải trả lời như thế nào? Mình nhầm sai, nhầm số, mình nhầm sản phẩm kém chất lượng, khách hàng mua mới đi đã hỏng, mới sử dụng đã hỏng, hay con họ học ở trung tâm bạn không hiệu quả, vân 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 vân. Rất có thể sẽ xảy ra khủng hoảng truyền thông. Và các bạn nhớ rằng hiện nay khủng hoảng truyền thông có thể xảy ra với bất kỳ ai, với bất kỳ doanh nghiệp nào và với bất kỳ thương hiệu nào, dù lớn hay nhỏ. Nếu như không cẩn thận là sẽ chết ngay. Đó chính là lý do tại sao tôi phải nói là có cái phần công thức thành công cho các sếp là vì thế. Bởi vì rất nhiều sếp là cho rằng là mình VIP, mình quan hệ nhiều, không ai sẽ sờ đến mình. Nhưng mà truyền thông, mạng xã hội có thể tiêu diệt bất kỳ ai, mà kể cả những người đó là những vị trí cao đi chăng nữa, chúng ta vẫn có thể bị ăn đòn. Cho nên chúng ta cần phải biết là kiểm soát, biết đề phòng và biết sợ hãi cái sự khủng hoảng truyền thông. Và hãy nhớ một điều này nhé, nếu như các anh chị có nguy cơ bị xảy ra khủng hoảng truyền thông thì các anh chị có thể tìm tôi, để tôi có thể tư vấn và hỗ trợ cho các anh chị, vì tôi đã tư vấn rất nhiều vụ như thế rồi. Tôi là chuyên gia về marketing online, đúng không ạ? Nhớ điều đấy ạ. Đây là một cái thông tin rất thú vị. Thế rồi thì chúng ta phải biết tạo lập ra bản kế hoạch. Chúng ta phải biết lập KPI, làm việc theo cái KPI về hoàn thành doanh số, hoàn thành về mặt thời gian, hoàn thành về mặt công việc, đúng không? Đấy. Thế ví dụ như là các KPI tôi lập ra cho phòng marketing online của tôi thì nó có rất nhiều các KPI. Ví dụ như là lượt truy cập vào web, đúng không ạ? Chi phí trên đơn hàng thành công, đơn hàng trên ngày, chi phí trên khách hàng, chi phí cho sale, rồi thì chúng ta bóc tách các khoản chi phí và doanh thu, lượng khách hàng mới, tỷ lệ tái mua là bao nhiêu phần trăm, rồi thì giá thầu trên các cái thiết bị, rồi thì các cái nguồn bán hàng là đến từ những nguồn nào, tỷ lệ phần trăm ra sao. Thì tất cả những cái thứ như vậy tôi vừa liệt kê ra nó gọi là KPI. Thì các bạn cần phải đo lường những KPI như này: doanh thu trên điểm bán, doanh thu trên đầu khách hàng, biên độ lợi nhuận trên từng đơn hàng, biên độ lợi nhuận trên từng khách hàng, tỷ lệ tái mua là bao nhiêu phần trăm, lợi nhuận trên tái mua, lợi nhuận trên khách hàng mới, chi phí trên khách hàng mới, khuyến mại bao nhiêu phần trăm, chương trình khuyến mại gì thì đông khách, chương trình khuyến mại gì thì vắng khách. Tất cả những cái thứ như vậy gọi là KPI. Và tôi có trong tay rất nhiều các mẫu biểu KPI để các bạn có thể xem. Các bạn tạo lập, đo lường, kiểm soát và thúc đẩy. Đấy là cái vấn đề chúng ta nói về KPI, đúng không ạ? Rồi chúng ta cũng sẽ đưa ra các bản báo cáo bán hàng. Có thể là chúng ta sẽ báo cáo ngày theo phần mềm, theo Google Drive, hoặc là báo cáo theo tuần, hoặc là báo cáo theo tháng, để chúng ta kiểm soát được nhân viên và tình hình chạy. Đôi khi cái sự chặt chẽ thì ưu điểm của nó là nó sẽ chạy đúng hệ thống, nhưng nhược điểm là mất nhiều thời gian và
lại tốn kém chi phí về con người thì chúng ta hết sức cân nhắc. Như tôi được biết là một hệ thống 20 cửa hàng doanh số bán hàng chỉ khoảng độ 2-3 tỷ thôi, và tốn rất nhiều người cồng kềnh nhưng mà kiểm soát rất chặt chẽ, kể cả người đứng đầu không làm việc thì hệ thống vẫn chạy, thì nó sẽ phải đấu với một cái mô hình là chỉ có một người đứng đầu và 5 bạn nhân viên, tất cả hàng hóa để chất chung trong một kho hàng, và xung quanh đấy là ngồi bán hàng luôn. Doanh số một tháng cũng 1.5 tỷ, và cái người chủ này rời điện thoại ra cái nào hệ thống tê liệt. Thì chúng ta sẽ cân nhắc là cái nào. Đi theo hệ thống mà chuyên nghiệp thì biên độ lợi nhuận rất mỏng và chi phí rất cao, nhưng mà người chủ người ta có thể đi chơi không cần làm. Nhưng mà cái bên này thì làm lợi nhuận rất tốt, bán 1.5 tỷ có 5 người, và trả lương cho nhân viên độ 20 triệu, lợi nhuận chừng 300 triệu, và người chủ rất vất vả phải làm hết từ A đến Z. Nhưng bên này lợi nhuận có khi cả hệ thống như thế được 100 triệu. Thì bạn hãy cân nhắc. Tất nhiên là đấy, tôi chỉ đưa ra cái ví dụ, và ví dụ này thì tôi khẳng định với mọi người là ví dụ thực tế luôn, chứ đây không phải là câu chuyện ví dụ cho vui. Và bạn làm gì với 5 người để ra 1.5 tỷ thì tôi sẽ bày cho các bạn. Nó có những cái chiến lược bán hàng rất là tốt để các bạn có thể có được cái doanh số như vậy. Và nếu mà các bạn mở các hệ thống lớn 2, 3, 4 tỷ, nhưng mà chi phí mặt bằng, chi phí nhân viên bán hàng, chi phí kế toán, chi phí kiểm soát viên, chi phí văn phòng, chi phí thuế má cực kỳ tốn kém. Đấy. Thì không biết là cái nào hơn cái nào cả thì tự các bạn quyết định thôi. Tôi không nói là cái này hơn hay cái này hơn, mà tôi nói là các bạn sẽ tự quyết định, bởi vì các mô hình nó đều có ưu và nhược điểm riêng. Thì tôi xin phép mà nói về cái bài học này, tóm tắt lại đấy là chúng tôi liệt kê ra các cái công thức giúp các bạn thành công, và tôi sẽ nói tiếp trong các cái video khác. Và tôi sẽ nói về cái công thức đầu tiên, đấy là một số những cái quan điểm dành cho các sếp, dành cho các nhà quản lý trong lĩnh vực sale, để các bạn có thể quản lý nhân viên của mình. Cứ để cho nhân viên đi cũng được, không làm gì cả, cứ đi đâu muốn làm gì làm, viết báo cáo vào đây, viết báo cáo xong ok không nói gì cả, cho người check chéo có đúng như thế hay không, sau đó có vấn đề giải quyết, nếu đúng động viên thăm hỏi, nếu không đúng nhắc nhở, không được nữa sa thải theo đúng quy chế, vân vân. Đấy là cách chúng ta sẽ kiểm soát mọi việc sẽ chạy được tốt, được chưa? Vâng. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.